chung. Lấy gì ta? Đây là cửa hàng lớn nhất nhì miền Tây nha anh em. Khá lớn á. Lớn nhất nhì miền Tây. LV 50 nè, Kino LV 135 nè, LV 125 là thứ hai, LV 140 thứ hai, đang phát triển nha nè, LV 195 nè, LV 165 thứ hai. Hàng lớn nhất nghe anh em ở miền Tây.